Liên quan vụ việc ba cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại tỉnh Hưng Yên, ngày hôm qua mùng 8 tháng 12, anh Đỗ Văn Điển, con trai bà Vũ Thị Đều nạn nhân trong vụ việc cho biết, sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, hiện sức khỏe của bà rất yếu. Theo anh Điển, bà Đều không có tiến triển nhiều về sức khỏe, không nói, không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sông dạ dày. Trước đó ngày 29 tháng 11, bà Đều được phẫu thuật ghép da tự thân, đến nay đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép da. Theo các bác sĩ, bệnh nhân còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nữa. Tuy nhiên đợi khi sức khỏe có tiến triển mới có thể tiếp tục phẫu thuật. Trước đó bác sĩ chẩn đoán bà Đều bị bỏng nặng, tiên lượng xấu do vết thương bỏng sâu và nhiễm trùng. Bà Đều phải lọc máu, truyền thuốc 24/24, mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Để có tiền chạy chữa, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi, tiền viện phí đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Trước đó do mâu thuẫn trong việc phân chia quyền thừa kế đất, sáng 30 tháng 10, ba cô con gái mang theo can xăng đến nhà bà Đều ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Sau đó Đỗ Thị Điểm sinh năm 1988, con gái thứ hai của bà Đều, đổ xăng ra phòng khách châm lửa đốt cháy khiến bà Đều cùng ba người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Hai người con gái của bà Đều là Đỗ Thị Định sinh năm 1982 và Đỗ Thị Điểm sinh năm 1988 được xác định đã tử vong trong quá trình điều trị. Hiện bà Đều và người con gái út trong vụ việc đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.